Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Mốt đẹp tháng 2, dân chơi xe thành lên đồ cực khủng cho cái chiếc Super E&M tạo nóng 900 cũ. Là một trong những cái chiếc xe mô tô hiệu năng cao nhất thế giới hiện nay, cái chiếc Yamaha E&M đắt tiền thuộc sở hữu hàng top ở Việt Nam tiếp tục còn được một biker Sài Gòn lên đồ chơi cực chất. Xe mô tô Yamaha E&M là phiên bản đặc biệt của dòng R1 với số lượng sản xuất giới hạn chỉ đúng 500 chiếc trên toàn thế giới. So với dòng R thì E&M có cải tiến như phục khoang lim IAS, bán chủ động, quay gió bằng sợi carbon và được tích hợp sẵn hệ thống CCU cho phép người dùng tải các dữ liệu GPS thông qua Wi-Fi và thiết lập các chế độ chạy theo từng điều kiện. Và tại Mỹ, một cái chiếc E&M có mức giá lên tới 22.000 USD, chưa thuế phí và các phụ phí khác nữa. Khi về Việt Nam, nhiều cái chiếc xe mô tô này còn bị đổi giá lên thành khoảng 900 triệu đồng do thuế và các chi phí phát sinh từ nhà nhập khẩu. Dù vốn đã có mức giá đắt là một trong những cái mẫu xe mô tô hiệu năng cao nhất thế giới hiện nay, nhưng cái chiếc Yamaha E&M còn tiếp tục được một biker Việt thay thế một số món đồ chơi chất. Yamaha E&M xuất xưởng mang trên mình cái gối nâng cấp giá trị dành cho những tay chơi sở hữu hệ thống phục treo hoa lim, điều chỉnh điện, chèn áo carbon, bình xăng nhôm, cấp nhôm cùng với rất nhiều công nghệ thượng thừa từ cái chiếc Yamaha M1 MotoGP. Cái chiếc xe trong clip này được người chơi trang bị hàng loạt những phụ kiện tối tân như này. Phần đầu xe E&M được trang bị hầm hố hơn sau khi được chủ nhân trang bị cái kính chắn gió Zero Safety cỡ lớn. Với bộ kính chắn gió này, người lái có thể núp gió sâu hơn và chiếc xe hoàn toàn có thể vượt qua cái lực cản gió một cách là tốt nhất, nhằm đem lại gia tốc là cao hơn so với xe xuất xưởng. Ghi đông resin được CNC nguyên khối thể thao được trang bị. Hai bên tay lái là xuất hiện của hệ thống công tắc chuyên dụng trên những các dòng xe đua chuyên nghiệp tại WSBK và MotoGP. Để đồng bộ hóa các chi tiết trên đồng, cái chiếc E&M này cũng được loại bỏ hoàn toàn ổ khóa, sử dụng cơ cấu chip từ để kích hoạt cái động xe. Vốn có bộ vỏ nguyên bản làm bằng sợi carbon, nhưng cái chiếc xe này còn trở nên nhẹ hơn khi hữu thêm một loạt các chi tiết bằng sợi carbon cửa riêng theo phong cách của xe đua chuyên nghiệp. Yên xe cho người ngồi sau cũng được thay bằng ốp yên carbon đầy phong cách từ các tay đua MotoGP. Hệ thống phanh trên xe cũng được thay đổi hoàn toàn phù hợp hơn với điều kiện giảm cấp, với điều kiện là giảm tốc cấp kỳ cho xe khi phóng độ cao. Và bản độ này trang bị cái phanh của Rambo Bilit HB với 4 bits kẹp ở phía trước và 2 bits đơn ở phía sau. Chịu trách nhiệm tạo lực phanh cho hệ thống này là cái cụm phanh của Cristip ở trước và Reset Saboto phía sau. Trên cái chiếc xe mô tô Yamaha E&M này, chủ xe còn được trang bị hệ thống ống xả Aros Titanium với cái phát treo đúng tiêu chuẩn WSBK. Bộ bô mày sẽ gia tăng đáng kể công suất của xe, đặc biệt sau khi hệ thống EQ được phát lại theo cái tiêu chuẩn mới, mạnh hơn, khó chịu hơn, thật sự ấn tượng hơn nữa. Không những thế, góp mặt giảm cái trọng lượng và gia tốc ở mức chạy tối đa cho những tay đua chuyên nghiệp. Cái chiếc E&M này còn được trang bị cái bộ mâm MFA 5 chấu bằng hợp kim là siêu nhẹ, chắc chắn. Ngoài ra chiếc xe khủng này còn được rất nhiều đồ chơi hỗ trợ khác như ốp lốc máy CB Racing, chống đổ toàn thân, nắp chân kính CNC và một loạt ốc titan thể thao. Xe mô tô Yamaha E&M vẫn giữ trang bị cái khối động cơ có tên 4 thị làm mát chất lỏng, phun nhiên liệu điện tử 400 lãng hàng với dung tích 998cc, sinh ra công suất là 200 mã lực tại vòng tua 13.000 phút và mô men sáng cực đại 112.4 Nm tại vòng tua 11.000 phút. Cái chiếc Yamaha E&M này sau khi được hoàn thành vớt lọt nâng cấp đồ chơi toàn là hàng tuyển đã mang một phong cách đường đua hoàn toàn mới lạ so với phần nguyên bản trước đây. Hiện tại chi phí gói độ này là không được chủ nhân tiết lộ, nhưng chắc chắn của nó là không hề rẻ, nhằm xứng tầm với mức giá gần 900 triệu đồng của chiếc xe mô tô nhà Yamaha. BMW S1000RR và cái chiếc Suzuki ZX-E1000 nát tan sau khi đối đầu với nhau đầy ấn lạnh. Nhiều thông tin từ vụ tai nạn dưới đây tại Đài Loan, quan sát từ hình ảnh ta thấy được cái chiếc BMW S1000RR sau khi thoát qua được cái bị trượt bánh sau và khiến xe đổ xuống trượt sang làn đường đối diện,
Đúng lúc này, một Baker khác điều khiển chiếc Suzuki Citic SR1000 tiến lại gần và chuẩn bị một cua. Vô quá bất ngờ, dù không phanh nhưng vẫn không kịp thời lao thẳng vào cái chiếc BMW. May mắn là cả hai Baker chỉ bị thương nhẹ nhờ vào mặt những đồ bảo hộ ở đầu và lưng. Trong khi đó, hai cái chiếc BMW S1000R và cái chiếc Suzuki Citic R1000 bị hỏng rất nặng, dàn áo vỡ tung và két nước vỡ tung. Cái chiếc Suzuki bị gãy cổ, hệ thống treo trước bị rã rời hoàn toàn. Theo phân tích, có vẻ như Baker điều khiển cái chiếc BMW đã vào cua tốc độ là hơi cao. Cùng với đó, Baker này không lệch người để hạ trọng tâm của xe mà cố đè xe nghiêng nhiều hơn. Điều này khiến tiết diện lớp tiếp xúc mặt đường ít hơn, gây trượt bánh. Ngoài ra, một số thông tin còn chỉ rằng cái chiếc BMW S1000R đã được chủ nhân thay lớp là không có thương hiệu. Loại lớp này không phải lớp tiêu chuẩn dành cho những chiếc sport bike, do đó không đủ cái độ bám đường. Nói về hai cái chiếc mô tô trong vụ tai nạn này, cái chiếc BMW S1000R và cái chiếc Suzuki Citic R1000 đều là hai siêu mô tô hàng đầu của nhà BMW và Suzuki. Và tạc đàm, cái chiếc BMW S1000R được phân phối chính hãng thông qua BMW Motorrad Việt Nam với mức giá là 579 triệu đồng. Trong khi đó, cái chiếc Suzuki Citic R1000 đang được các đại lý tư nhân chào bán với mức giá 590 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã dõi theo kế tiếp, nhớ like, subscribe.